Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo các bộ, ngành và các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu tham gia chuyến thị sát về tình hình sạt lở bờ biển tại các khu vực trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến thị sát bao gồm việc sử dụng máy bay trực thăng để khảo sát từ trên cao và hạ cánh để khám phá thực địa. Tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng đã tiến hành khảo sát tình hình sạt lở bờ biển. Đồng thời, ông cũng khảo sát khu vực biển Nhà Mút và cửa sông Gành Hào ở tỉnh Bạc Liêu, các khu vực Hốc Năng, Vàm Xoáy, Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, khu vực Hồ Mồi, huyện Đầm Rơi và khu vực đất mũi Cà Mau cũng được khảo sát. Sau chuyến thị sát thực địa, Thủ tướng đã tổ chức cuộc làm việc tại thành phố Cà Mau với lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các tỉnh liên quan. Cuộc họp tập trung vào việc thảo luận về tình hình sạt lở bờ biển tại các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Theo báo cáo, tình trạng sạt lở bờ biển tại tỉnh Cà Mau đã ngày càng trở nên nghiêm trọng trong hơn 10 năm qua. Biến đổi khí hậu và các yếu tố khác như sụt lún đất đá gây ra tình trạng sạt lở, làm mất đất và rừng phòng hộ với diện tích lớn. Khoảng 187/254 km bờ biển của tỉnh đã bị sạt lở, tương đương với khoảng 5.250 ha diện tích mất mát. Đặc biệt, có khoảng 31 km bờ biển nguy hiểm và 58 km sạt lở nguy hiểm, cần sự can thiệp khẩn cấp. Cà Mau đã đề xuất các biện pháp và cơ chế đặc thù để khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển này, đồng thời mong muốn sự hỗ trợ và can thiệp từ Thủ tướng và các cơ quan chức năng để giải quyết tình trạng này một cách hiệu quả. Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu đã đề nghị Thủ tướng hỗ trợ từ nguồn vốn phù hợp để thực hiện các công trình chống sạt lở bờ biển và bảo vệ các đoạn bờ biển đặc biệt nguy hiểm. Tổng chiều dài của các đoạn bờ cần bảo vệ là khoảng 89 km tại Cà Mau và 47 km tại Sóc Trăng, với tổng kinh phí thực hiện lần lượt khoảng 3.400 tỷ đồng và 3.773 tỷ đồng. Ngoài ra, cả ba tỉnh cũng đề xuất xây dựng 7 khu tái định cư để di rời gần 1.400 hộ dân sinh sống trong các khu vực bị sạt lở, với kinh phí thực hiện khoảng 349 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện chuyến khảo sát tình hình sạt lở tại khu du lịch Khai Long và kênh Nam Ô Dô, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Tại tỉnh Sóc Trăng, tình trạng sạt lở bờ sông và bờ biển đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân. Có 80 đoạn bờ sông dài gần 2.000 mét bị sạt lở, đồng thời nhiều khu rừng phòng hộ bờ biển đã biến mất, gây nguy cơ vỡ đê do sóng đánh trực tiếp vào. Tỉnh Sóc Trăng đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng để thực hiện các công trình cấp bách như phòng chống xâm thực, xáy lở bờ biển và nâng cấp đê. Tại tỉnh Bạc Liêu, trong giai đoạn từ 2015 đến đầu tháng 8 năm nay, đã có 35 vụ sạt lở xảy ra, làm hỏng gần 200 căn nhà và gây thiệt hại gần 23 tỷ đồng. Tỉnh đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ khoảng 3.400 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở cấp bách. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu tại cuộc làm việc với các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng về tình hình sạt lở, nhấn mạnh tình hình đang rất nghiêm trọng và cần giải quyết cấp bách.